Kính chào quý vị. Thưa quý vị, có lẽ không một từ nào để nói về tội ác dã man của một gã đàn ông sau đây mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình những cảnh báo về tội phạm của mình. Tại Lạng Sơn, một gã đàn ông nói rằng bị bệnh yếu sinh lý nên được mách phải làm hại một ai đó, nấu lên ăn làm thuốc chữa bệnh. Chính vì vậy, hắn đã làm việc này với một nạn nhân 6 tuổi, dù dân làng và cả công an đã vây ngăn, không cho hắn thực hiện hành vi thú tính và sự độc ác của hắn đã qua mặt được lực lượng chức năng và người dân. Sau khi thực hiện việc này, không ít người thực sự sốc, thậm chí là ngất xỉu với hiện trường vụ án rất thương tâm này. Sự việc kinh hoàng xảy ra vào chiều hôm ấy. Là hàng xóm của nhau nên D thường xuyên sang chơi với cháu ruột của Bậu. Như thường ngày, hai bé gái tung tăng chơi đùa trước sân, đang lúi húi trong bếp thì không biết từ đâu Bậu lững thững bước vào. Hắn lượn đi lượn lại mấy vòng sau lưng, rồi bất ngờ túm tóc D, dùng mặt sau của con dao quắm đánh mạnh vào gáy khiến cô bé ngất lịm. Thấy người chú nổi cơn điên, đứa cháu gái hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến báo cho bố là anh ruột của Bảo. Còn Bảo túm tóc bé gái 6 tuổi nhấc lên và ngất ngửa mang vào nhà, miệng lẩm bẩm như chửi bới ai đó. Nghe con báo tin biết người em lại lên cơn điên, anh trai Bảo chạy theo can ngăn, nhưng hắn không nghe mà gạt ra. Vóc dáng nhỏ bé so với người em tâm thần cao lớn lững thững, anh bị gạt ngã chúi xuống nền đất. Anh bị gã điên phang một nhát vào đầu, một nhát vào tay, khiến anh bỏ chạy đến nhà hàng xóm gần đó thì bị ngất xỉu, chỉ kịp ú ớ vài câu. Cả làng rúng động, một nhóm người nhanh chóng đưa tin người anh bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, còn lại ồ ạt kéo đến nhà Bảo. Lúc này Bảo đã đóng kín cửa, tay cầm hung khí, miệng thách thức cả làng. Biết gã điên này không điều gì là không dám làm, thế nên người ta cũng hoảng sợ run như cầy sấy, không ai dám gần. Bà con nhanh chóng báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương, dân quân xã được cử đến canh phòng từ xa. Nhận thấy sự việc cực kỳ nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã báo cho lực lượng cảnh sát 113, công an tỉnh Lạng Sơn tới để giải cứu bé gái, vây bắt nạn nhân. Cả đêm hôm đó rầm rộ tiếng còi rú, tiếng xe chạy xình xịch, dân bản cũng tụ tập rất đông dọc ven đường trước cửa ủy ban xã, xì xào bàn tán chờ đợi công an và chính quyền xử lý sự việc. Sau khi biết Bảo là một tên liều lĩnh có sức khỏe, lại biết vài miếng võ, có biệt tài, từng sát cả một bát ớt vào mặt và mắt mà không hề hấn gì, nên công an và chính quyền địa phương bàn bạc phương án tác chiến một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Đến khoảng 9 giờ tối, lực lượng chức năng thực hiện vây bắt tên Bảo. Biết mình bị bao vây, nhưng Bảo vẫn ngoan cố nép vào dưới bàn thờ trốn trong nhà, vừa chửi bới vừa thách thức sẽ đoạt mạng nếu ai dám bước vào nhà. Bát đĩa, ấm chén, bàn ghế có ở trong nhà đều được hắn ném tứ tung ra đám đông bên ngoài. Tay hắn cầm một con dao quắp sắc nhọn, không ai dám vào gần. Trưởng thôn khuyên giải bằng tiếng tay thì Bảo chửi lại bằng tiếng tay. Bà con khuyên bằng tiếng nùng, hắn cũng chửi bới lại bằng tiếng nùng. Công an kêu gọi đầu hàng bằng tiếng kinh, Bảo cũng nói vọng lại thách thức bằng tiếng kinh. Biết không thể thuyết phục được gã điên, phương án cuối cùng được thực hiện. Hàng chục chiến sĩ công an âm thầm áp sát ngôi nhà, vừa xịt hơi cay vừa ném lựu đạn khói nhằm khiến Bảo bất tỉnh, nền nhà trắng xóa bởi hơi cay. Thế nhưng tên Bảo chưa đầu hàng, hắn như con chó hoang lồng lộn, tay cầm hung khí rồi dùng hết sức mình đạp cửa chạy thoát ra ngoài. Nhanh như cơn gió, hắn lao ra ngoài sân rồi nhảy bổ qua bờ rào, chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Gã tâm thần nhanh chóng và mạnh đến mức độ khiến một chiến sĩ cảnh sát bị hắn đụng phải rơi súng ra khỏi tay. Chính quyền địa phương lo lắng dùng loa công cộng thông báo tên Bảo đã bị chạy thoát, đề nghị bà con đề phòng. Chưa thấy an tâm, chính quyền địa phương cắt cử mỗi thôn hai đồng chí dân quân đến tận nhà người dân để thông báo tên Bảo chưa bắt được, đề nghị tối hôm đó gia đình thấy có người lạ kêu mở cửa
thì đừng mở. Biết tin tên Pậu đã trốn vào rừng, cả làng bản ai nấy đều bàng hoàng lo sợ. Cả đêm ai nấy đều đóng cửa, không dám ra ngoài. Những cán bộ chiến sĩ tham gia vụ án và những người chứng kiến cảnh tượng trong ngôi nhà của Pậu hôm đó, không ai là không khóc. Họ khóc vì biết cố gắng giải cứu cháu bé của họ cuối cùng đã thất bại. Vì thương nạn nhân 6 tuổi phải chịu một sự ra đi đau đớn. Tối hôm đó, trời lạnh căm căm, mưa phùn lất phất bay. Tại hiện trường trong ngôi nhà tên Pậu là cảnh rùng rợn. Nạn nhân đã bị gã điên xẻ ra làm nhiều mảnh, phần đựng trong xô, phần đựng chôn dưới đất, phần được gã điên nấu lên ăn. Cả đêm ròng rã, bộ phận khám nghiệm đại thể đã thu thập lại các bộ phận rời rạc, sắp xếp lại đúng vị trí trên cơ thể, dùng vải trắng quấn lại rồi giao cho gia đình mai táng. Gia đình cháu bé thì không khóc được. Trước cảnh tượng ấy, người thân của nạn nhân chỉ biết ngất xỉu. Cũng đúng thôi, vì vụ án ghê rợn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thông tin vụ án lan rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và cả vạn người nghe chuyện, không ai là không rơi lệ. Trước cái buổi chiều mùa đông định mệnh ấy, thôn Cốc Sáng vốn thanh bình bởi màu xanh bát ngát của đồng lúa và cây rừng, những mái nhà lợp ngói ống của đồng bào người Tày thấp thoáng dưới khung trời yên ả. Xưa kia, nhà của Hà Văn Pậu và bị hại là bé Hoàng Thị Đê, sinh năm 2002, là hàng xóm của nhau. Cả hai gia đình đều sống hòa thuận, chưa có điều gì khúc mắc. Việc làng, việc bản họ đều chung tay giúp sức, tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đen có nhau. Sau khi trốn thoát vào rừng sâu, không chịu được cảnh đói rét, Pậu tự quay về bản. Thấy Pậu lững thững với một chiếc áo cộc đi qua cánh đồng, một người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan cảnh trực. Sau một đêm vật lộn, công an đã tóm gọn tên Pậu. Tại cơ quan công an, khi được hỏi cùng sau khi bị bắt, Pậu có biểu hiện tâm thần và khai lung tung. Khi được hỏi lý do sát hại Đê, hắn cho rằng hàng đêm hắn thường mơ thấy bề trên là thiên sứ trên trời, xui hắn phải sát hại một người và ăn thịt thì bệnh đau đầu, đau bụng và yếu sinh lý của hắn mới khỏi. 7 tháng sau đó, tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo Hà Văn Pậu mức án tử hình về tội đoạt mạng người. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo nên tòa phúc thẩm mở phiên tòa hình sự phúc thẩm. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy cần đưa bị cáo đi giám định pháp y tâm thần để đảm bảo cho việc xét xử. Hà Văn Pậu được đưa đến Bệnh viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương để theo dõi giám định. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy bị cáo Pậu có tư duy lộn xộn, có hoang tưởng bị hại, cảm xúc hành vi rối loạn. Cơ quan chức năng kết luận bị cáo Hà Văn Pậu bị bệnh tâm thần phân liệt. Hành vi phạm tội của bị cáo là do bệnh lý chi phối. Lục lại hồ sơ, người ta cũng thấy trước khi gây ra vụ án giết người ăn thịt kinh hoàng, Pậu từng 2 lần đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương. 1.5 năm sau khi xảy ra vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn rút quyết định truy tố Hà Văn Pậu với lý do khi thực hiện phạm tội, Pậu mất khả năng nhận thức và điều khiển mất hành vi. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hà Văn Pậu, đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội chữa trị đến khi nào khỏi bệnh. Hà Văn Pậu ra đi ngày 12 tháng 1 năm 2013. Cả làng xôn xao, bất ngờ. Đặc biệt, Pậu thiệt mạng đúng dịp gần Tết Nguyên Đán, khiến nhiều người nghi ngờ đằng sau sự ra đi đó có uẩn khúc. Pậu là người to béo, rất khỏe. Còn nhớ, sau khi gây án, Pậu bị cả chục cảnh sát vây bắt nhưng không được, phải sử dụng hơi cay mới có thể khống chế. Dư luận khi đó xì xào bàn tán. Giả thiết được nhiều người đặt ra là Pậu bị hạ độc. Theo luồng nghi vấn này, Pậu ra đi là do ai đó căm tức tội ác của mình, lén cho thuốc. Và trước khi ra tù, Pậu bị nhốt trong căn phòng khá tách biệt với bên ngoài, gần một ngọn đồi. Pậu chỉ có thể tiếp xúc với người ngoài qua khe cửa sổ chắn song sắt. Luồng dư luận khác lại cho rằng Pậu ra đi là do bệnh tật. Họ cho rằng
Dù trước đây Pẩu khỏe mạnh, nhưng thời gian điều trị ở viện, Pẩu yếu đi nhiều. Rồi khi được đưa về nhà, nhốt tại nhà riêng, Pẩu ăn uống thất thường, đổ bệnh. Giấy chứng từ của trạm y tế xã Đồng Giáp kết luận Pẩu ra đi do bệnh tật. Người nhà cũng đồng quan điểm này. Anh Hà Văn Xuôi, sinh năm 1977, em trai của Pẩu cho biết, trước khi ra đi khoảng một tuần, Pẩu chỉ ăn được một bát cơm. Gia đình cho biết thêm, trước khi ra đi khoảng 3 ngày, Pẩu nằm liệt giường, ăn rất ít, mặt bị phù. 2 ngày sau, người em rủ thêm một người hàng xóm vào rừng xẻ gỗ, đem về đóng quan tài, chuẩn bị tình huống xấu nhất. Người nhà xác nhận thấy Pẩu ốm nặng, nhưng không gọi bác sĩ đến khám, không đưa đến bệnh viện. Chính điều này khiến cho nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Pẩu đến nay vẫn là bí ẩn. Gia đình cho biết sự việc đã được báo lên cơ quan chính quyền địa phương, không ai đến thăm viếng. Đám ma của Pẩu vội vã, nhanh gọn. Gia đình thịt một con lợn, gần 10 con gà, gọi thêm một số anh em hàng xóm đến giúp đỡ lo hậu sự. Đoàn người vội vã đưa tin người xấu số đến nơi yên nghỉ cuối cùng trong lặng lẽ. Chớ trêu thay, Pẩu được chôn ở đồi Nà Thạc, thôn Cốc Sáng, chỉ cách ngôi mộ đứa bé hàng xóm bị Pẩu sát hại khoảng 40 mét. Khi thắc mắc tại sao không chôn Pẩu ở vị trí khác, người nhà cho biết không ai muốn mộ hai người này ở gần nhau, nhưng đó là vị trí mà thầy Mo lựa chọn. Thầy Mo bảo nếu không chôn ở vị trí đó thì gia đình tôi sau này sẽ gặp vận xui xẻo. Cực chẳng đã, gia đình đành nghe theo. Cha mẹ bé gái xấu số khi biết mộ kẻ sát hại con mình được chôn gần nhau thì tỏ ra bức xúc. Tuy nhiên, sau khi được thuyết phục, họ lắng xuống và chấp nhận. Trước đây, Pẩu từng có vợ nhưng không có con. Vợ Pẩu đã đi với người đàn ông khác trước khi chồng gây án. Sau đám tang, một bàn thờ đơn sơ được gia đình lập lên ở trong ngôi nhà Pẩu bị nhốt. Một thời gian sau, gia đình phá ngôi nhà này đi và bàn thờ của Pẩu cũng bị xóa. Thưa quý vị, để hạn chế những hành vi phạm tội của bệnh nhân tâm thần, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, người bệnh tâm thần cần được quản lý tốt. Bệnh nhân tâm thần cần được điều trị triệt để và chống tái phát lại tại các cơ sở y tế chuyên khoa để không có những chuyện đau lòng như này xảy ra. Quý vị có những suy nghĩ như thế nào về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, đã đến lúc chương trình phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!